Chỉ huy Hải quân Hoa Kỳ tuyên bố không thiếu thách thức tại khu vực Thái Bình Dương, tin từ Trân Châu Cảng, Hawaii. Trong một buổi lễ tại căn cứ Trân Châu Cảng Hickam, Đô đốc Hải quân Harry Harris nói về một loạt các thách thức tại khu vực Thái Bình Dương mà ông phải đối mặt khi nắm quyền chỉ huy Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Theo ông, không thiếu thách thức mà Hoa Kỳ phải đối phó từ Bắc Hàn với tham vọng vũ khí nguyên tử và ý định chuyển chúng liên lục địa cho tới tuyên bố phi lý của Trung Quốc và các hành động khai hoang ở Biển Đông. Cho tới một nước Nga trỗi dậy có bờ biển Thái Bình Dương với 4 căn cứ tàu ngầm và không quân chiến lược. Cho tới hoàn cảnh của di dân Rohingya ở Ấn Độ Dương, đó là công việc khó khăn nhưng cũng chính là những gì mà mọi người sống để phục vụ. Trong một buổi lễ chung, ông Harris đã nhận được chức chỉ huy kế nhiệm đô đốc Samuel Locklear. Ông Harris chào đời tại Yokosuka, Nhật Bản và lớn lên ở Tennessee và Florida. Ông tốt nghiệp Học viện Hải quân Hoa Kỳ và được chỉ định làm sĩ quan hải quân bay vào năm 1978. Ông là người Mỹ gốc Á, có chức vụ cao nhất trong lịch sử Hải quân Hoa Kỳ và là đô đốc 4 sao đầu tiên.